tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Sam sẽ có một điều rất là thú vị muốn chia sẻ với các bạn đây. Các bạn cũng đã biết đó là Tết gần đến rồi đúng không nào? Và chị em chúng mình sẽ lo lắng nhất điều gì đây? Có một vấn đề mà Sam nghĩ là tất cả các bạn nữ đều phải băn khoăn hết, đó chính là làm như thế nào để có một vóc dáng thật chuẩn ăn Tết. Bởi vì Tết Việt Nam là Tết duyên dáng đúng không nè? Và để có một vóc dáng chuẩn thì việc đầu tiên là chúng ta phải sở hữu một vòng eo con kiến. Và bí quyết của Sam đó chính là latex corset chuẩn. Có rất nhiều bạn chưa sử dụng latex á, thì có một cái nỗi lo lắng á, là khi mà mình sử dụng latex sẽ rất là khó, hoặc là khi sử dụng latex vào thì sẽ không hề cảm thấy thoải mái. Nhưng mà Sam khẳng định với các bạn nha, sử dụng latex vô cùng dễ dàng luôn. Và khi chúng ta sử dụng á, thì các bạn có thể thoải mái hoạt động cả một ngày mà không hề cảm giác khó chịu gì hết. Và bây giờ thì Sam sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng latex thật đúng chuẩn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướm latex từ đằng sau vòng lên phía trước. Và việc tiếp theo là chúng ta sẽ kéo cái phần đáy của latex nè. Cái phần đáy này chúng ta sẽ kéo lên cái phần eo nhỏ nhất của mình. Sau đó mình sẽ cài 3 nút đầu tiên trước. Và sau đó chúng ta sẽ kéo phần mà chúng ta vừa gài nút lại dần dần xuống dưới. Tiếp đến chúng ta sẽ tiếp tục gài các nút còn lại. Ta-da! Như vậy là Sam đã gài xong chiếc latex này rồi. Mọi người cũng thấy là sử dụng chiếc latex này vô cùng đơn giản đúng không nào? Và có lẽ là bây giờ mọi người sẽ nghĩ rằng Sam sẽ cảm thấy vô cùng khó thở ở trong chiếc latex bó chút xíu eo như thế này. Nhưng mà không hề đâu nha, vô cùng thoải mái luôn. Hằng ngày thì Sam sử dụng chiếc latex này, ngay cả đi đến trường quay nè, quay các chương trình ở trên sóng truyền hình nè, hoặc là Sam có thể mặc trong những buổi photoshoot, đặc biệt là những buổi event, để mình có một vòng eo con kiến để khi mà chụp hình thì đỡ phải bóp eo hơi. Còn bây giờ thì Sam sẽ thể hiện thử cho các bạn thấy là chiếc latex này dễ chịu như thế nào nha. Chúng ta cũng thấy là với những cái hoạt động hàng ngày chúng ta cũng có thể hoạt động bình thường. Đặc biệt là những điệu nhảy thì mọi người cũng có thể thấy đó, chúng ta cũng có thể chill và vòng eo của mình cũng có thể lắc lư theo điệu nhạc. Mọi người thấy rõ ràng là không hề khó chịu một chút nào đúng không nè? Và trên thị trường thì có rất nhiều hàng giả và hàng nhái. Do đó mà để mua được hàng đúng chuẩn nhất thì mọi người hãy nhớ mua ở đây nha. Và các bạn lưu ý nha, hàng chính hãng thì sẽ có những đặc điểm sau. Và một điều mà Sam muốn gửi gắm đến các bạn nữa là đối với bất kỳ phương pháp làm đẹp nào cũng vậy hết, chúng ta cần phải kiên trì. Do đó mà hãy kiên trì nhé, để có một vóc dáng thật chuẩn đón Tết nè. Và nhân dịp Tết sắp đến rồi, Sam muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn nữ nè, sẽ có một tình yêu như ý, thật là hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe và đạt được những nguyện ước của mình trong năm nay nha. Tết Canh Tí, vòng eo như ý.